cũng trong sáng nay Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định tổ chức lễ tuyên dương học sinh giỏi tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2020-2021. Dưới lễ tuyên dương học sinh giỏi tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia có đồng chí Trần Lê Đoài, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Để chuẩn bị cho kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2020-2021, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định đã tổ chức kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh vào tháng 9 năm 2020. Trong kỳ thi này có 621 học sinh tham dự, trong đó có 563 học sinh của trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng 55 học sinh của năm trường xây dựng chất lượng cao của tỉnh và 3 học sinh trường trung học phổ thông Nguyễn Quyến. Kết quả, kỳ thi đã chọn được 92 học sinh xuất sắc nhất, thành lập 11 đội tuyển thi học sinh giỏi toàn quốc năm học 2020-2021, gồm toán học, tin học, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Nga. Tất cả học sinh được chọn vào đội tuyển đều là học sinh trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Trong những năm gần đây, tỉnh Nam Định luôn có tỷ lệ học sinh đoạt giải cao trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trên 80%. Đặc biệt, từ năm 2010 đến nay, tỉnh đã có 19 lượt học sinh đoạt giải Olympic quốc tế. Năm học 2019-2020, có 78 trên 93 học sinh đoạt giải quốc gia một học sinh đoạt huy chương vàng olympic khóa học quốc tế một học sinh đạt huy chương đồng olympic toán học quốc tế